Xin chào, chào mừng tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Trên ứng dụng Messenger, mình tiếp tục chia sẻ cho anh em thủ thuật chia sẻ vị trí hiện tại của mình cho người khác, là người thân hoặc là bạn bè của anh em. Bây giờ mình bắt đầu. Anh em mở Messenger lên. Mình sẽ chọn cuộc trò chuyện với ChopMe. Tiếp tục anh em sẽ chọn chỗ 4 chấm ở đây. Anh em tiếp tục chọn vị trí, ứng dụng yêu cầu anh em bật vị trí của mình. Mình sẽ chọn là OK. Và cách thứ nhất, anh em chọn vào chỗ bắt đầu chia sẻ vị trí trực tiếp trong 60 phút. Và cách thứ hai, anh em sẽ chọn ở đây. Tiếp tục chọn gửi vị trí. Vậy là xong anh em. Rất là đơn giản. Người nhận được vị trí này cứ nhấp vào chỗ vị trí chia sẻ sẽ biết được anh em đang ở đâu. Thực tế thì nó chỉ là liên kết từ Messenger đến Google Maps nha anh em. Rồi, mình dừng lại nội dung ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.